tức 24 giờ TV. Chúc quý vị có những phút giây trải nghiệm tuyệt vời. Đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo ở ngay bên dưới tại phải màn hình của các bạn để nhận những tin tức mới nhất, hấp dẫn nhất được cập nhật mỗi ngày nhé. Bây giờ mời quý vị và các bạn đến với chương mục tin tức showbiz nổi bật trong ngày. Con trai Hoài Linh lần đầu về Việt Nam thăm bố sau 9 năm sống xa cách ở Mỹ. Hoài Linh tỏ ra vô cùng hạnh phúc khi con trai Thành Vinh lần đầu trở về Việt Nam thăm bố và gia đình sau 9 năm sinh sống tại Mỹ. Vào ngày mùng 10 Tết hàng năm, Hoài Linh thường tổ chức một buổi tiệc tân niên để gia đình, người thân gặp gỡ. Năm nay buổi tiệc đầu năm của gia đình danh hài, đặc biệt hơn khi có sự tham gia của Thành Vinh là con trai đầu lòng của Hoài Linh. Trên trang cá nhân, Thành Vinh chia sẻ cảm xúc khi gặp ba và gia đình nội vào dịp đầu năm mới. Xa nhà 9 năm rồi, ngày giỗ ông bà, Valentine này có gia đình thì niềm vui sẽ luôn bên ta. Cảm ơn vì đã cho con được như ngày hôm nay. Diễn viên Thiên Bảo, con nuôi của ba mẹ Hoài Linh cho biết bữa tiệc có sự tham gia của họ hàng bên nội và những người bạn học cũ của nam danh hài. Diễn viên phim Thái Sư Trần Thủ Độ cho hay, mọi người gặp gỡ trò chuyện sau một năm làm việc cực lực nên có nhiều chuyện vui. Năm nay anh Hoài Linh vui hơn khi có Thành Vinh về nước. Cháu dự định về Việt Nam chơi 2 tuần, đến đầu tháng 3 sẽ trở về Mỹ làm việc. Một người thân của Hoài Linh cho biết, nam danh hài rất tự hào và hạnh phúc khi con trai Thành Vinh trưởng thành, có thành tích học tập tốt. Vừa qua Thành Vinh tốt nghiệp sau đại học tại một trường ở tiểu bang Texas của Mỹ. Anh đã được hãng hàng không Mỹ nhận vào làm ở vị trí kỹ sư. Được biết, cuối năm 2018, Thành Vinh tốt nghiệp sau thời gian theo học tại University of Texas at Dallas. Hoài Linh cực kỳ tự hào về con trai, nhưng không quên nhắn nhủ rằng tấm bằng này không phải sự thành đạt, mà là trang sách để Thành Vinh rèn giũa thêm nghị lực cho cuộc sống. Trong ngày con trai nhận bằng tốt nghiệp, anh viết, chúc mừng con, sau bao nhiêu năm miệt mài đèn sách, giờ con đã đạt được mơ ước của mình. Tấm bằng này chỉ là bước khởi đầu, đỡ như chiếc chìa khóa để con mở cánh cửa bước vào một tương lai tốt đẹp hơn. Tấm bằng không phải là sự thành đạt mà là những trang sách để con rèn giũa thêm nghị lực cho cuộc sống, cố lên con nhé. Thành Vinh cũng thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật giống ba, nhưng anh từng chia sẻ không thích trở thành người nổi tiếng, càng không muốn đối diện với áp lực khi bị đánh giá giữa hơi ba. Hoài Linh hạnh phúc khoe món quà sinh nhật bất ngờ từ con trai ruột. Thưa quý vị, mới đây nghệ sĩ nhân dân Hoài Linh đã tự hào chia sẻ hình ảnh con trai ruột của mình vừa hoàn thành chương trình đào tạo chuyên ngành kỹ sư cơ khí của một trường đại học công lập lớn tại bang Texas của Mỹ. Danh hài cho rằng đây chính là món quà sinh nhật ý nghĩa con trai dành tặng mình. Nghệ sĩ hài đình đám viết trên trang cá nhân, chúc mừng con sau bao nhiêu năm miệt mài đèn sách, giờ con đã đạt được mơ ước của mình và tất cả thành viên gia đình. Tấm bằng này chỉ là bước khởi đầu, nó như chiếc chìa khóa để con mở cánh cửa bước vào một tương lai tốt đẹp hơn. Tấm bằng không phải là sự thành đạt, mà là những trang sách để con rèn giũa, thêm nghị lực cho cuộc sống. Cố lên con nhé, cảm ơn con vì món quà sinh nhật thật ý nghĩa con dành tặng bố. Ông cũng không quên khoe ảnh khoảnh khắc con trai nhận bằng tốt nghiệp. Khi sang Mỹ, con trai của Hoài Linh là Võ Lê Thành Vinh học cao đẳng ở University of Texas. Lúc đầu, việc học của Thành Vinh gặp nhiều khó khăn vì rào cản về ngôn ngữ. Tuy nhiên, anh đã cố gắng hết sức để có thể khắc phục mọi khó khăn. Bất chấp hàng ngàn lá đơn xin việc đều bị từ chối, con ruột của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh đã vượt qua kỳ tuyển dụng gắt gao để được nhận vào làm ở vị trí kỹ sư của hãng hàng không American Airlines từ một năm trước khi tốt nghiệp. Điều này như là một bước ngoặt lớn trong con đường sự nghiệp của Võ Lê Thành Vinh. Bởi từ nhỏ, anh đã chia sẻ với bố rằng mình muốn tìm hiểu về nguyên lý hoạt động của máy bay, muốn có thể được tận tay sửa chữa, sáng tạo ra những cỗ máy khổng lồ có thể di chuyển trên bầu trời. Đứng trước cơ hội có 102, Võ Lê Thành Vinh quyết định bảo lưu kết quả học tập ở trường cao đẳng University of Texas để làm việc ở hãng American Airlines. Năm 2018, anh sẽ tranh thủ học tiếp để tốt nghiệp. Thành Vinh dự định sẽ học tiếp lên cũng tại trường University of Texas at Dallas. Ngay sau khi nhận được bằng tốt nghiệp, con trai ruột của giám khảo Ơn Rời Cậu Đây Rồi cũng khẳng định đây chỉ là tiền đề trên con đường theo đuổi giấc mơ của mình. Anh sẽ còn mất nhiều thời gian và công sức hơn nữa để chạm tay với thành công. Thật sự, Võ Lê Thành Vinh gửi lời cảm ơn đến những người đã luôn yêu thương giúp đỡ mình trong khoảng thời gian hết sức khó khăn đã qua và hứa hẹn sẽ thực hiện được nhiều điều bất ngờ tuyệt vời hơn nữa trong tương lai. Chân dung con dâu tương lai xinh đẹp nóng bỏng như hot girl của Hoài Linh xứng với con trai soái ca. Thưa quý vị, là ngôi sao nổi tiếng của showbiz Việt, nhưng danh hài Hoài Linh lại có đời tư kín tiếng. Có lẽ cũng chính bởi cái tính giấu kỹ mà những thông tin về Võ Lê Thành Vinh, cậu con trai yêu quý của Hoài Linh luôn nhận được sự quan tâm lớn.
giữa năm 2016 lần đầu tiên, giám khảo Ân Sờ Cổ Đây Rồi để hé lộ thông tin ít ỏi về con trai. Theo đó, trên trang Facebook, danh hài sinh năm 1969 chia sẻ hình ảnh Thành Vinh cùng lời nhắn nhủ ngọt ngào. Cháu con cố gắng còn một năm nữa tốt nghiệp rồi. Dù không lên tiếng xác nhận, nhưng theo một nguồn tin thân cận tiết lộ, chàng trai trong ảnh chính là con trai ruột Hoài Linh. Thành Vinh, sinh năm 1990, sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh quyết định sang Mỹ du học. Trước khi lễ tốt nghiệp diễn ra, con trai Hoài Linh được tuyển chọn làm kỹ sư cho hãng hàng không American Airlines. Ngoài công việc kỹ sư, Thành Vinh hiện còn là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Nói về nghề tay trái, anh chia sẻ, mọi người thường hỏi tôi có công ăn việc làm ổn định rồi, sao lại đi làm thợ chụp hình làm gì? Đơn giản lắm các bạn, vì tôi muốn thấy nụ cười hạnh phúc của những cặp cô dâu chú rể và ghi lại những khoảnh khắc ấy. Tôi muốn sau này khi họ xem những tấm hình, những đoạn phim, họ sẽ nhớ lại những khoảnh khắc trọng đại trong đời. Chia sẻ về lý do không tham gia showbiz, Thành Vinh khẳng định con đường nghệ thuật không phải ai muốn cũng được, đó là phước phần của từng người nếu được tổ nghiệp chọn. Ở tuổi 28, Thành Vinh không chỉ có sự nghiệp vững chắc mà còn có một tình yêu đẹp. Con dâu tương lai của nghệ sĩ Hoài Linh có nickname là Tiffany Phạm cũng đang học tập và sinh sống tại Dallas, Mỹ. Cô sở hữu gương mặt xinh xắn cùng làn da nâu khỏe khoắn. Trên Facebook cá nhân, không khó để tìm thấy những khoảnh khắc tình cảm Thành Vinh cùng bạn gái trong các chuyến du lịch. Khi được hỏi về Tiffany Phạm, chàng kỹ sư trẻ cho hay, tôi không muốn tiết lộ nhiều về chuyện gia đình và tình cảm, chờ thời điểm sau khi chúng tôi ra trường và về nước thì có lẽ sẽ thích hợp hơn. Chia sẻ về cuộc sống tại Mỹ, Thành Vinh tâm sự, mọi thứ đều đang tiến triển thuận lợi, công việc cuộc sống của tôi đều đang theo ý muốn, tôi rất hạnh phúc. Tiết lộ bí mật về điều đáng sợ nhất ở danh hài Hoài Linh. Đã từ lâu những người hoạt động trong giới giải trí và khán giả đều biết rằng Hoài Linh là người có quyền lực ngầm vô cùng đáng kể. Điều này không phải vô lý bởi Hoài Linh là một trong số hiếm hoi, những nghệ sĩ không có anti-fan. Hoạt động nghệ thuật lâu năm, Hoài Linh vẫn giữ cho mình phong cách bình dân, giản dị. Sản phẩm của anh luôn được trau chuốt một cách kỹ lưỡng và công phu. Bản thân Hoài Linh cũng không bao giờ vướng phải những thị phi liên quan đến các đồng nghiệp. Chính cái tài, cái đức và cái tâm làm nghề trong sáng đã khiến không chỉ khán giả mà ngay cả anh em trong nghề cũng vô cùng nể trọng Hoài Linh. Bên cạnh đó, Hoài Linh cũng là người đào tạo, đỡ đầu cho nhiều tên tuổi lớn của showbiz Việt, đơn cử như trường hợp của ông Hoàng Nhạc Việt, Đàm Vĩnh Hưng. Mr. Đàm là người có thực lực, có đam mê với ca hát, nhưng rất lận đận ở thời điểm mới bắt đầu đi hát. Đến khi gặp Hoài Linh, anh không chỉ trở thành ngôi sao mà còn tạo được hẳn một đế chế cho riêng mình ở làng giải trí. Rồi những cái tên như Trường Giang, Hoài Lâm đều vụt sáng sau một thời gian được anh bốn rèn giũa, nâng đỡ. Con mắt tin tưởng của một người hoạt động nghệ thuật chân chính như Hoài Linh không thể nhìn nhầm mà nhận bừa đệ tử. Nên không có gì lạ khi người ta tin rằng chỉ cần được Hoài Linh giúp chắc chắn sẽ nổi tiếng. Không chỉ có uy với anh em nghệ sĩ, Hoài Linh còn là nhân vật thét ra lửa với các bộ show trong nước và quốc tế. Chính anh dắt theo Đàm Vĩnh Hưng đi hát khắp nơi. Năm đó, cái tên Đàm Vĩnh Hưng còn rất xa lạ, nhưng vì tiếng nói của Hoài Linh, không bộ show nào từ chối. Ngay cả những sân khấu lớn như Thúy Nga, Paris by Night cũng vì nể Hoài Linh mấy phần mà để những tên tuổi mới như Hoài Lâm biểu diễn. Đối với những đơn vị truyền thông trong nước, để có được sự tham gia của Hoài Linh, các công ty này sẵn sàng chi những con số khổng lồ. Song những quyền lực ngầm nói trên không phải là điều đáng sợ nhất ở Hoài Linh. Điều khiến người khác kính sợ Hoài Linh nhất chính là việc anh thể hiện sự giận dữ của mình. Học trò thành công nhất của Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, là một trong số những người đã nếm phải cơn giận đó. Cụ thể, năm 2016, em gái Hoài Linh là ca sĩ Phương Trang tiết lộ chuyện Hoài Linh từng cạch mặt Đàm Vĩnh Hưng với nguyên nhân là nam ca sĩ dẫn Dương Triệu Vũ đi hát. Mr. Đàm xác nhận sự việc, anh ấy la mắng tôi hoài. Cứ mỗi lần tôi dính thị phi ồn ào là anh sẽ lên tiếng chỉnh tôi ngay. Thậm chí có lúc anh Linh giận đến nỗi cắt đứt liên lạc với tôi suốt một thời gian dài. Hoài Linh từng tuyên bố không tha thứ cho những sai lầm của Đàm Vĩnh Hưng. Chia sẻ về việc giận dữ với Đàm Vĩnh Hưng, Hoài Linh lạnh lùng nói, có những chuyện mình tâm huyết, muốn nó hướng theo, nhưng nó lì lợm không nghe, nó mãi vẫn không chịu thì thôi. Hai mới đây nhất, sau nhiều lần khuyên can nâng đỡ, nhưng Hoài Lâm vẫn trượt dài trong scandal và những hướng đi không hợp lý. Hoài Linh thẳng thắn tuyên bố anh không còn bận tâm tới cậu con nuôi này nữa. Tôi cũng đâu nói chuyện nhiều, gặp tôi Hoài Lâm cứ chào bố, tôi ừ rồi xong. Thỉnh thoảng Lâm cứ hay đu người lên vai tôi, nhưng tôi im lặng nên thôi. Sự giận dữ của Hoài Linh không bộc phát một cách dữ dội, anh cũng chẳng bao giờ dùng quyền lực mềm để gây khó gây dễ cho người đã làm anh giận. Mà nam danh hài chỉ im lặng và từ từ buông tay. Chính sự lạnh nhạt thờ ơ của Hoài Linh mới là điều khiến những người chọc giận anh phải dằn vặt và sợ hãi nhất. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên nhấn vào nút
vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để